hướng những cái quyền lợi trực tiếp từ cỡ như là cái tình thương của Mạnh Thường Quân dành cho chim sâu đó, chứ bà không phải là cái dạng dạng hướng kế nữa, mà bà hướng trực tiếp đem về nhà của bà đó là thuộc về cái tài sản sở hữu của bà dễ gì mà bà cho chim sâu vô nhà, cũng phải có cái sự gọi là trao đổi thôi đó. Bà con nghe, trời ơi đêm hôm mà Đức năn nỉ bà nội ơi cho chim sâu vô nhà đi bà nội, chim sâu nó về mình ơn đó rồi cái bà có đưa nó vô nhà hay không hả? Hay chim sâu nó về rồi nó mang những cái mà tình thương của người ta nó đem về đó cho bà đó, để giống như nó cung phụng phục vụ cho bà là bà mới cho nó vô nhà. Thì bà nói thật sự bà có quyền, bà là một người đó là bà có quyền, bà cấm YouTube không tới quay nữa, bà lại không làm điều đó đó. Mà bà bảo rằng trời ơi bây giờ nó đi đâu nó quay tôi không có quan tâm, miễn sao đừng có quay trong cái như là căn nhà tôi, đã không cho quay trong căn nhà của bà mà cái bản mạch của bà còn ló lên đấy để làm chi. Đừng có chơi kiểu là một rừng không bao giờ có hai hổ, không có hai hổ chúa nha. Bà chơi cái bị kiểu mà nó thật sự là cái nhà của bà là chỉ bà được quyền cho YouTube quay bà thôi, còn chim sâu thì không, chim sâu ra ngoài kia quay. Bà chơi hôm nay nó thật sự bà quá tào lao, bà có thể bà không lên YouTube nữa thì bà làm gương cho con dâu của bà đừng có lên chứ. Có nhiều người bảo rằng cái như là bà út gà có nhận chim sâu là con dâu đâu mà cứ lúc nào lên bảo rằng là con dâu. Tôi nói, ủa không nhận làm con dâu thì bảo con mà nó đừng ăn bám trong chim sâu đấy, tách ra. Nó đang ăn bám mà nó thật sự nó ăn bám bản thân nó thì cũng đành, nhưng mà nó đem về để nuôi cha nuôi mẹ như vậy mà bảo rằng đó là cái như thằng Lâm Tứ là nó là một trong những người con có hiếu rồi, chim sâu không phải là con dâu của bà ăn đồng tiền từ tình thương của người ta dành cho chim sâu mà bà nó thật sự bà ăn xong bà quẹt mõ như gà, bảo rằng không có ăn đồng tiền của chim sâu, không có lấy đồng tiền của chim sâu mà lấy đồng tiền từ con của tôi thôi, con của bà nó đi làm gì có tiền đó, mà bà lấy bà tào lao chứ. Tôi nghe thức phim mà tự nhiên tôi thấy bà này nó thật sự cũng phải lên mà dạy dỗ bà chút, bà tào lao quá. Đợt này nó về đó, mấy thầy tất hỏi ủa đợt này chim sâu nó về nó đem về gì vậy, cái như là cô út nó đem về tivi nè, đem về máy giặt nè, đem về tủ áo quần nè, hình như có mỗi cái bộ bàn ghế là nó không đem về thôi quý bà con. Thật sự chở cồng kềnh mà cái đồ đó đem về thật sự cũng là cái nhà của bà bây giờ chặt nít rồi, có chỗ đâu nữa mà để. Trong những ngày vừa qua bà con thấy rồi, Mạnh Thường Quân cho quá trời quá đất, chỗ đâu nữa mà để mà đem cái bộ salon nó về, thấy không? Mấy thằng kia hỏi có đem bộ bàn vậy không, không nó đâu có tham đâu, nó đem có nhiêu đây thôi, ông nậu nó dọn hết cái nhà nó đi rồi mà cái này là không tham, là không tham mà sao thế. Rồi bà nên nhớ nha, những đồ đó đó để tôi liên lạc với chị bán, chị bán vô chị bán giữ lại cho chị sau đem về cái nhà giữ để xem thử bà có biểu hiện gì không. Bà làm anh tào lao bà anh của người ta một cách gọi là quá ư là bất chấp như vậy mà bà lên bà thích thể hiện lên trời ơi con của tôi là cái như bây giờ nó phải có cái trách nhiệm nó nuôi tôi, con của bà có trách nhiệm nuôi bà thì nó phải đi lao động để nó nuôi bà chứ không thể nào nó dựa vào một con tâm thần rồi nó lấy tình thương của người ta để nuôi cho bà. Đây là một trong những cái hành vi của nó đang có dấu hiệu lợi dụng ở một người bị tâm thần để nó kiếm ăn nó tồn tại. Bà bảo rằng từ trước giờ con của bà đó nó làm ở đây nó cũng đủ tiêu đủ sống chứ đâu phải là nó xuống đó, con của bà nó lấy nguồn tiền từ đâu đủ tiêu đủ sống, bà có biết tính không, bà có biết tính hay không, một phép tính đơn thuần bà có biết tính hay không. Con của bà một ngày riêng tiền thuốc lá cà phê là có bèo lắm là cũng mất là cái như là 35.000 đó. Rồi bà tính đi, một tháng con của bà thu nhập bao nhiêu nha, một tháng con của bà nó thu nhập bao nhiêu mà cái như là một tháng đó là nó tiêu là 1.050.000 đó. Rồi cái như là một tháng thu nhập của nó có 750, cái số tiền còn lại nó đi ăn cướp nó bù hay sao hả? Mà bà bảo rằng là con của bà nó không lợi dụng chim sâu, con của bà cái như là nó là một trong những người đàn ông nó vì nó thương chim sâu đó.
Con của bà một tháng lương của nó có 700 ngàn mà nó tiêu liên tiền cà phê thuốc lá, tôi tính là một ngày một gói và một ly cà phê là 35 ngàn thôi đó, tính ra một tháng là cái là 1.050.000. Thì bà cứ tính tiếp đi đó, bà cứ tính tiếp đi, rồi nó ăn ở đâu, nó uống ở đâu, rồi tiền điện tiền đồ ai là người đứng ra chi trả. Mà bà lên bà thể hiện cái giọng đanh đa đánh đẻo của bà như vậy lên không gian mạng để làm chi? Cộng đồng mạng người ta không nói đâu, phải người ta ngu người ta không biết, mà do cái thái độ của bà buộc người ta phải lên tiếng thôi, hiểu không? Để cho bà nó thật sự bà tính lại cơn gọi là ngáo ngôn. Mình là một người mẹ mà mình dạy con của mình sao mà nó tử tế đàng hoàng dữ vậy, bây giờ đã đi lừa một con tâm thần để mà đi sinh đi bán có số gì để nuôi nó. Bà lên bà còn nói thâu Úc Hà ơi, trả cái 6.300.000 cho chim sâu để chim sâu nó đi bán cái đồ đi, theo tôi cũng nghĩ là cô nên trả cho rồi. Rồi trả rồi nó thật sự về là nhắm bà nhắm chim sâu nó tiêu được mấy ngày, tôi cũng đồng thuận là Úc lợn phải trả, có nghĩa là bây giờ là không còn tình nghĩa đâu, trả dứt điểm đi rồi tính. Đó. Thế còn tình nghĩa quá mà Úc Hà giữ lại, nhưng mà trả đấy đó, rồi bà có nhắm mà bảo tồn lại cho chim sâu hay không? Đó. Hay là bà trả đó rồi để con của bà rồi nó mượn nó dịch nợ luôn của chim sâu. Ngày xưa mượn chim sâu 6 triệu rồi dịch nợ luôn không trả, rồi khi chim sâu đòi đó nó bảo rằng nó bán cái thân xác này cho chim sâu rồi giá 6 triệu. Bà con thấy con của bà nó thật sự đó, con của bà bây giờ đem bán trong sở thú làm mồi cho gọi là cho hổ dữ thôi. Cái con của bà mà bày đặt bây giờ cái đi đi gọi đi lừa con người ta lấy tiền cho đã, rồi bây giờ bán 6 triệu nè, tào lao không quý vị, cực kỳ tào lao. Con của mình nó thật sự nó còn đang ăn lừa lường, nó còn đang cái như là đi giật giật của con chim sâu, mà mình lên nó toàn là cái câu gọi là cái như là phán bội, toàn là những câu gọi là ăn xong vuốt ngó như gà. Mình có hỏi không Út Gà, mình có hỏi rằng những ngày vừa qua mình sống là nhờ nguồn tiền nào hay không? Hả? Không có chim sâu, tôi nói cái bản mạch của bà đó ai đâu biết. Hả? Không có chim sâu nó thật sự bà làm gì có cái câu chuyện mà có căn nhà như hôm nay, làm gì có câu chuyện bây giờ bà ngồi mát bà ăn bát vàng, làm gì có câu chuyện mà bà có được một ly nước mát bỏ trong tủ lạnh bà uống. Cuộc sống bà nó thật sự ngày xưa bà làm không đủ bà đi đánh bài, không đủ bà đi mua số đề, mà làm gì có chuyện bà dư giả được căn nhà như hôm nay. Căn nhà bảo là nhà của tình thương, nhà của địa phương cho, cái biển đâu, biển cho biển tặng đâu, sau nay là hơn một năm rồi không thấy bà quay lên, hay là bà cái như là bà bán gia chai rồi đó, mà bà đâu có dạy đến mức mà lấy biển đó bán gia chai đúng không? Bà ăn xong của người ta bà giật một cách trắng trợn, rồi bây giờ bà lên không gian mạng bà nói kiểu như đúng rồi đó, ngày xưa bà hứa là sao làm cái nhà đây lên là để cho Lâm Tứ trên sau ở, chứ còn tôi với ổng là ra ở ngoài kia cũng có công ăn việc làm ngoài đó. À, tôi cũng đi mạch thì mạch lông gà một ngày kiếm được cũng cả 100.000 để mà tôi sống qua ngày. À, đây là một trong những cái vì tình thương của mẹ dành cho con, những cái điều này thì bà con có cho thì tôi cũng cảm ơn. À, rồi để dành cho chim sâu với tôi không có đậm tới căn nhà này. À, cuối cùng cất căn nhà lên rồi bà nó thật sự cái lưỡi của bà đúng là một trong những cái lưỡi dài, lưỡi không xương. Vừa cất căn nhà xong bắt đầu là ở được đôi ba ngày rồi bà kiếm chuyện, rồi bà cái như là giành ngôi thứ. Tôi nói thật sự với con, nhà mà cái như chỉ có hai người đàn bà như bà Út 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 Gà đây, như chim sâu là nó cãi nhau cả ngày. Một con tâm thần dơ dở ương ương, còn một bà chung là cũng là soi mói ganh tị, rồi có chữ nhau. À, mỗi lần du tích tới là bắt đầu là bả lại diễn trò, đem ra cái xô cái nồi cái son bắt đầu chà kỳ túc kích túc kích cả tiếng đồng hồ không rứa nổi được cái gọi là cái son cái chảo. À, để cho YouTube nó quay. Nó thật sự nhìn cái mặt của bà lên không gian mạng là nó ô dè thấy bà nậu luôn, nó không có một cái gì mà gọi là nó lan tỏa một cái sự mà nhân hậu hay là văn hóa hay là một cái gì nó tốt có đẹp.
nhưng cái mạch của bà nó thật sự là nó ô dè rồi, người ta không có muốn xem. Mà tôi nghĩ sao bà lên mạng thường xuyên mà bà thể hiện, mà nhất là nó thật sự quý vị, tôi có những cái gọi là cái nó tối kỵ cái giọng cười của bà út gà này. Mỗi lần bà cười mà sao tự nhiên tôi thấy là tôi búng rúng tay chân. Mỗi lần bà cười tôi nghe giọng cười là tay chân tôi tự nhiên nó búng rúng không còn sức sống quá vậy. Sao mà cái giọng cười của bà mà nó thật sự nó tiêu tốn năng lượng tôi quá trời quá đất. Cái bà cười một cái tôi nghe thật sự là tôi chết rồi, bây giờ bà cười nữa rồi tao thua rồi. Đấy. Ta già rồi ta làm cái gì cho nó ý nghĩa đi à, mình sống sao để con mình nó còn làm tấm gương để nó còn đi lao động chứ. Mình sống mà ngày nào ngày nấy cũng mang cái mặt mình lên YouTube hết trơn đó, mà lên đâu có lan tỏa những cái gì văn hóa đâu, đâu có lan tỏa những cái gì mà thiết thực trong cuộc sống đâu, mà lên lan tỏa toàn là cái thứ ăn mày không. Lên rồi cũng chài mồi đi khám bệnh không tiền không bạc, không tiền nói con của mình đi lao động để mà nó nuôi mình chứ. Sinh con đẻ cái chỉ cần chờ gì? Chờ lúc già để mà con cái nó chăm sóc lại cha mẹ. Đây là một trong những cái thì mình đang tạo nhân thì già mình hưởng quả chứ. Nó tự nhiên mình tạo ra trúng là một cái nhân, cái nhân của bà gọi là cái nhân gọi là nhân sâu ăn. Mà từ đâu? Do cái sự giáo dục chăm sóc của bà ngày xưa đó. Bà đẻ con ra bà không có một cái sự giáo dục, không có một cái sự uống nắng thì bây giờ bà thấy con của bà nó khủng khiếp làm sao. Anh mà dựa vô một con ăn mày đó, một con ở bệnh tật đó, rồi lên đó rồi kết hợp lại với nhau rồi tung ra những cái chiêu trò mà bí ổi thối tha để lấy đồng tiền của Mạnh Thường Quân. Rồi giờ nó nuôi cho bà, rồi bắt đầu bà lên mà nói trời ơi tôi không có nhận tiền của chim sâu, nhận tiền từ Long Tứ, không có chim sâu tiền ở đâu Long Tứ nó có. Thế. Một trong những cái rất thực tế mà bà phủ nhận được, một trong những cái mà nó thật sự ai ai nhìn cũng thấy, mà bà lên bà phủ nhận, bà đi gọi là đi lấp lỗ. Chỉ có những người, bây giờ tôi nói thật sự, chỉ có những người mà lần đầu tiên họ vô họ nhìn bà đó, họ thấy rồi họ mới là tin. Chứ còn những người mà nói thật sự họ xem cái câu chuyện của gia đình bà, rồi nó xem những cái thước phim mà chim sâu nó quỳ nó lạy bà, dĩ nhiên ở những cái hình ảnh chim sâu quỳ lạy là cũng có đạo diễn, cũng có nhúng tay của cái bọn YouTube vô, chứ không phải là khi không à. Khi bà con thấy là út gà mà nắm lên, út gà gọi là thể hiện ta đây là chủ nhà đó, là YouTube nó quỳ xuống lạy đi, quỳ xuống xin mẹ chồng đi. Chim sâu tôi nói bây giờ nó thật sự bảo gì nó chẳng làm, miễn sao ở bên Long Tứ bảo vẫn làm. Nó là một con dạng bị tâm thần, mà tâm thần mê trai. Đây cũng là một cái bệnh. Chứ còn tôi nói thật sự quý bà con, không có người phụ nữ nào mà chấp nhận cái lối sống của thằng Long. Con của bà là thằng Long đó. Thì bà lên đó, bà lên bà trách nhiệm đi. Bà làm một cái bản trách nhiệm, bà hỏi cộng đồng đi. Nếu như không có chim sâu thì có người đàn bà nào mà dám lấy con của bà hay không? Tôi nghĩ chắc là người ta trả lời 100% là thấy con của bà là những người đàn bà, những người phụ nữ là bỏ chạy mất dép. Chỉ có một người duy nhất là lớp tới đó là Út Lợn. Vì Út Lợn với con bà là xâm kiếm hợp bích được. Lên dàn dựng những chiêu trò được. Cho nên là gọi là nó hợp cả với nhau, là tới với nhau để mà lên không gian mạng kiếm ăn thôi. Con của bà không có chim sâu thì tôi nói thật sự bây giờ nó gọi là cái chánh ai mà dám mà nó thật sự mơ tưởng mà tới để mà ở với anh Lâm đó. Ở với một người mà ít ra người đàn ông đó họ là cái trụ cột gia đình. Người đàn ông đó họ phải lo được cuộc sống cho bản thân, rồi lo cho vợ cho con, thì người phụ nữ họ mới là nương tựa. Người ta bảo rằng có tấm chồng để nương tựa quý vị. Cái thân phụ nữ là thân ngà, thân ngọc mà. Bây giờ mà nó thật sự mà có tấm chồng như thằng Long Tứ đó thì nó thật sự nó như cái nùi dẻ rách sao mà sống. Mà thằng Long Tứ vì sao nó yêu chim sâu mà tôi nói biết rồi. Thằng Long Tứ không phải vì yêu chim sâu mà nó yêu cái cuộc sống của nó, cho nên nó bu bám vào chim sâu. Cái thằng Long Tứ nó cần tiền chơi game, nó cần tiền ăn, cần tiền hút thuốc, cần tiền uống cà phê, nó cần cái chỗ gọi là giải quyết sinh lý thì nó mới bu vô chim sâu. Chứ còn nếu mà chim sâu như là những người phụ nữ bình thường khác thì không bao giờ cho Long Tứ một cơ hội.
mày ở với tao cao lắm mà thật sự lúc mày thất nghiệp trong vòng 1-2 tháng tao nuôi được, còn bây giờ mày ở đây mà mày cái như là mày đu mày bám tao mày ăn cả đời của mày, sinh ra cái chuyện là cái như là game rồi cái như là cà phê thuốc lá nữa, thôi mày tự mà đi kiếm tiền mày sống. Một người phụ nữ đàng hoàng, một người phụ nữ mà họ có cái sự nhận thức trong cuộc sống, không ai mà nó thật sự chấp nhận mà trao cái thân của họ cho Long Tứ và đi lao động để nuôi Long Tứ đâu. Bà út gà bà có hiểu không? Đấy. Con của bà là một trong những thằng đàn ông mà gọi là nó thật sự bại hoại, nó không còn một cái của gọi là cái gọi là cái tư cách của một thằng đàn ông, hiểu không? Con của bà này. Chứ con của bà đâu tử tế gì.